một món nước uống giải khát tuyệt vời cho những ngày hè nóng bức như thế này. Dừa xiêm còn có tác dụng thanh lọc và làm mát cơ thể nữa đấy. Còn riêng với Khánh Hòa thì dừa xiêm còn là một loại thức uống gắn liền với một món ăn rất là nổi tiếng của Nha Trang. Đó là món ăn nào? Hãy cùng Khánh Hòa ngay bây giờ khám phá nhé. Nha Trang nổi tiếng với các món hải sản tươi sống, cho nên các món ăn ở đây thường được chế biến rất đơn giản để không làm mất đi hương vị của hải sản. Và đây là một món ăn được người dân địa phương cũng như du khách ưa chuộng. Lần nào tới Nha Trang nhà em cũng ăn món này đó. Đây là món ruột và đây là món chị hay thường giới thiệu với bạn bè mỗi khi bạn bè đến Nha Trang. Chắc là các bạn biết đây là món ăn gì rồi đúng không? Đây là món cá nướng. Nhưng mà điều đặc biệt của món cá nướng này đó là nó được ướp và nướng với ớt xiêm xanh, một loại ớt rất là nổi tiếng của Nha Trang. Cá vừa được nướng xong đây còn rất là nóng hổi, mùi ớt xiêm xanh thì bốc lên thơm nồng. Bây giờ thì hãy thưởng thức đã nha. Cá rất là tươi nên thịt rất là ngọt. Còn ớt xiêm thì có vị cay nhẹ và thơm rất là đặc trưng của môi ớt xiêm xanh. Cá nướng thường được ăn kèm với rau sống và bánh tráng. Ngoài ra còn có nước chấm không thể thiếu, đó chính là muối ớt xiêm xanh. Đây là một món nước chấm rất được ưa chuộng ở Nha Trang. Cá của chúng ta thì được nướng với ớt xiêm xanh, chấm thêm món nước chấm siêu cay là muối ớt xiêm xanh nữa. Nên đó chính là lý do mà trước khi ăn món ăn này thì Hòa phải uống nước dừa xiêm đó. Con được biết thì món cá nướng để mà ngon thì cá nó phải thật là tươi. Vậy thì nguồn cá của mình thì chú lấy ở đâu ạ? Các câu ở bến, như là buổi chiều 4 giờ họ đi, đến sáng họ vào, là chú bán cá tươi trong ngày. Cá nướng của chú có một điều đặc biệt là gia vị mà chú ướp chỉ đơn giản là muối ớt xiêm xanh thôi. Vì sao vậy chú? Tại vì cá của chú đã tươi hẳn rồi, nên chú chỉ là ướp cá và lại muối ớt thôi để cho nó đậm đà con cá hơn. Và cái cá nó đỡ tanh, đó là đặc biệt của quán của chú. Nghe chú kể thôi làm con lại cảm thấy là muốn ăn thêm một con cá nữa. Chú nướng cho con thêm một con nữa nha. Khi đã thưởng thức xong món cá nướng thì các bạn đừng quên mua vài chai muối ớt xiêm xanh đặc sản của Nha Trang để về làm quà cho gia đình và bạn bè nhé. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.